Ủa, phải chào rồi à? Ủa xong phải chào xong không chào thật luôn. Cắt tơ số 1 của chúng tôi anh em. Ủa ra vào đâu? Anh bảo warm up thì cần gì nói gì ở kia. Kiểu Đủ bịt quá. kiểu Rồi hello bịt anh này chúa em. tể rồi. Thôi để hết warm up rồi tính sau. Chứ cứ chào cái gì nhưng mà hot cat chào hảo ở cho hỏi Rishin bằng quả map hảo hán nhỉ? Chào Hảo thì phải Xin từ lỗi. điểm rồi, đều có từ đấy. Từ điển của tôi không có nhưng mà não tôi thì có bằng một cách nào đấy. Anh dùng não để cát à? Đúng rồi. Ủa Cũng như cách mà Cutter, một trong ba Cutter của trận final sáng nay của chung kết thế giới ấy. Lỡ mồm what the fuck trên stream lúc đang cát cái hình như bị phạt mất khá khá đi vậy. Bao nhiêu thì tôi không biết nhưng mà chỉ biết là bị phạt và bị phạt nhiều. Thì ai cũng có lúc lỡ mồm cả, không sao cả, ít ok. nhưng mà lỡ mồm là gì? Thì lỡ mồm là lỡ mồm. Nhưng mà lỡ mồm là gì? Mình cứ biết biết đến thế là được. Nhưng mà không ai thấy play cao của Hotcat đấy cả, bởi vì làm gì có thấy cái play cao nào ở đây. I see nothing. Đó, sao Rishin back rồi kìa, đang giữ combo mà. Warm up thôi, bình tĩnh, gì căng. Final rồi, không căng sao còn là final được. Warm up thôi, căng làm sao được. Phải căng, căng mới thấy sức mạnh vĩ đại của YYYY. Nhưng mà quay quay đâu thì không thấy. Thấy mỗi hai người đang warm up thôi. Ừ. Quay rồi đấy, bắt đầu quay rồi đấy. Rồi. Nhưng mà bên hot cắt trống quá, thêm con gì đi. Cá để xem có cái gì không kìa. Thôi cá chẳng thêm gì kiếm hộ con. Lấy cái avatar của Guru ấy. Why no what hai. Thua. Hot card à, từ từ để xem có cái gì nào. Hot card có phải Fuji không nhỉ? Hả? I don't Ryu? Tin know. chuẩn No face. chưa? Chưa. Xem có cái hit nào hấp dẫn không? Quá bịp. Carter này bịp chúa tể đừng hỏi ra nghe. Hot cat. Where's Con the Marine method? rán đừng có pick quay làm Google Map là được. Nhưng mà hình như nó không tồn tại trong ô suối như thời điểm hiện tại. Ôi. Okay, I will send this at the staff general VN. Không phải kíp chê Vậy đi bài chết nhịp. Video được đúng video chê luôn quá mà lốt. Còn có gì không? Ừ, có con cá. Cá được không? Ok thôi. À đây, có cái này trông chấp nhận được. Ok, được. Nhưng mà câu chết. Ok, never mind. Để sang qua bên này đo cho nó ngang quá.
Đây là warm up của Ryushin hay là warm up của Hot Cup vậy? Của Ryushin. Ờ, oh, ok. Thôi thì okay, ngồi đợi thôi, hai người warm up xong rồi chúng ta tính tiếp. À đâu, không, từ từ, có cái này. Hiện đã bị show you. À, nó là ít, chỉ để sạch. White Maria, yes. No, not the Maria. Yes, the Maria. Yeah, happy. Give me a second. Still waiting. I'm trying to convert something. Give me a second. Mấy ngày này bet hot cat cứ ăn nhưng giờ có nên bet tiếp không? Ơ kìa, phải tin vào chứ, đùa. Bet bao lần ăn rồi thì thêm lần nữa kiểu gì cũng ăn. Không ăn thì thôi. Làm không lại lúc khác. Vẫn còn trận để làm lại. Grand Final còn tận ít nhất 2 trận và nhiều nhất 3 trận để làm lại. Có thế thôi chứ, chủ tịch giảm xếp hết rồi nhá. Khỏi gần. Map thôi mà có phải chiến như này không? Cái của map khó hơn cả map pool Grand Final. Tôi hơi thấy khó hiểu về những cái con người này. Can we use this? No. Oh no. No. Tại sao nó lại nhiều MB thế này? Sao nghe mùi Lucid vào game có tỷ lệ abuse speed cao ấy nhỉ? Yeah, I have this. Can you try? Nhưng mà abuse speed là điển hình thôi, cần gì quan tâm nữa. Thôi nhưng mà qua bắp, biết sao được. I have a cat. You have a cat. I have a cat. But where is the cat? I wonder where. I see a cat. But this cat is so weird. What cat? Ơ, vẫn còn 1/4 luôn. 100% người chơi cá cược thường nút trước khi thắng lớn. Nhưng mà ở đây làm gì có rút nào? Hoàn đã. Hết bet chưa? Chưa, còn lâu. Ok. Thực ra là sắp sửa hết. Cụ thể là nhìn vào map. Oh, the one piece. Một mảnh. Oh, ra là như vậy. Thật là bất ngờ. Còn mic mới mày đâu? Để chuyển ăn cắm. Ok, và chào mừng mọi người đến với VNOC 4. Và sau 2 cái map warm up cuối cùng mọi người mới được chào hai người, tất cả mọi người đang xem live stream. Thế vậy sao? Tốt, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Bắt đầu vào trận đấu thì chúng ta có thể thấy Hotcat roll được cho mình là 57 điểm và Ryushin roll được cho mình 53 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được lựa chọn của Hotcat sau vài giây Hotcat đưa ra đó. Chọn ngay cho mình đáp án sau. Cũng hợp lý. Hotcat thì thường sẽ là người ban sau để ít nhất là biết trước là cái hướng của đối thủ mình sẽ gặp là đi như nào. Biết trước nước đi đối thủ. Nhưng nếu mà nói ra thì ban sau hơi thiệt cho Hotcat tí. Không hẳn. Why?
Như cái map Warm-up vừa rồi thì nó mất 5 có thể hơi có vẻ là không ổn lắm. Ừ, nhưng mà Rishin lại protect đầu tiên là DT1 cho cẩn thận. Nhưng mà cái này cao gì kia. Ok, tôi không nhìn gì cả. Không nhìn gì nhá. Rishin nothing. Protect ngay cho mình ở DT1 một lựa chọn cũng ok. Quá hợp lý rồi. Tiếp theo thì sẽ là protect của Hotcat. Bắt được Hotcat đâu. Hotcat là khả năng là protect vào cái gì đấy thiên reading nhiều hơn. Không, nhưng không nó sẽ protect là đầy aim hidden 1. Không phải là một cái protect quá sai, tuy nhiên là cần phải xem lại là performance của hai người này trong lượt trận trước như thế nào. Hotcat thì thêm được một trận trước rất ghê. Trận đấy thì rất ghê nhưng mà không được stream. Mà về Hidden 1 của Rishin thì không nào. Không, cái này thì không hẳn là kiểu tốt lắm. Tại vì Rishin rất dễ break ở mấy đoạn off-work aim. Ok, và có lẽ là Hotcat đã học bài sau trận đấu vừa rồi của Rishin vào ngày hôm qua. Rishin có một score không quá tốt trên con map Hidden 1, chỉ được khoảng hơn 300k. Trong khi đó Hotcat thì gần như là phải là hơn gấp đôi, 600k điểm có dư. Bạn nghe cho mình hoàn toàn thấy cái hướng đi hợp lý cho cái protect. DT1 cũng tương tự từ vị trí của Rishin. Trong khi đó Hidden 2, 3 là một lựa chọn quá obvious rồi. Gặp Hotcat thì ban ngay cho đi cái reading còn kịp. Và nó chạy DT2 ban. Ban speed tới từ vị trí của Hotcat cũng là một cái ban nằm trong dự kiến. Như vậy lượt 3 và lượt protect hoàn toàn không có gì bất quá bất ngờ cả. Lượt pick đầu tiên là của Hotcat. Liệu là pick luôn cho mình map protect hay là đi dạo một vòng? Chắc là đi dạo. Nên nhớ là sau lượt pick của Hotcat là sẽ còn Nomad 5. Rồi đúng là đi dạo thật. Nomad 4 mà màn trận đấu. Đây thôi, lại add Momoko. Có một sự thật là cái map Rishin vừa pick để warm up thì nó y hệt map này. Nhưng map này dễ hơn một chút. À dễ nhiều chút khỏi một chút. Để nhưng mà nhiều. Cái style map bị xem nhau. Đây là một cái nước đi khá là thú vị. Ui, nhanh chóng toàn các người chơi hệ speed run. Nhanh quá. Chạy KPI. Chạy đóng bét. Chạy KPI. Không, đóng bét thì không phải vấn đề. Đóng bét thì đóng thủ công cũng được. Bùm. Và thì chúng ta có thể thấy những sự drop back đến từ cả hai người chơi. Cái khó của con map này nó không chỉ nằm ở cái khả năng bấm burst 200 BPM mà còn ở khả năng aim slider siêu dị và overlap liên tục. Và nói vừa xong thì Hotcat là người đầu tiên break rồi. Thì vừa nói tức thì về cái độ khó của map xong chưa kịp nói hết là slider nó dị như nào, lại nói đến slider thêm phát nữa luôn cho cẩn thận. Rishin thì có thể thấy Rishin đang khá là ổn định trên cái tick của Hotcat. We didn't know about that. We do not know anything. Trong trường hợp recover lại. Never mind. Không biết hồi phục cái gì luôn. Khôi phục chuỗi miss của bản thân. Thôi thì Rishin sẽ có bộ tạo cho mình một khoảng cách rất lớn. Ôi rất lớn. Ông hẳn là lớn lắm. Hôm nay hình như toàn các anh em ăn bún đậu mắm tôm hay sao ấy nhở? Oh yeah. Bữa mở ra là thấy có cái vấn đề ngay cho cả hai player. Không sao. Hotcat đang có lead combo. Lead combo và thọt ạc hơn so với Rishin. Và đây sẽ là đoạn khó đoạn nhất. KI đồng... Khó KI. Không phải KI nữa mà nó là đoạn khó nhất của map luôn rồi. Cả hai cùng reset combo. Cứ đà này thì Rishin chắc chắn sẽ là người giành được breakpoint đầu tiên. Cái 50.000 này nó nhìn rất mong manh lại quá cứng cáp. Tại vì ở trên một con map mà gần như cả hai thì không giữ được một cái combo tốt thì 50k sẽ là quá đủ cho một khoảng cách để đảm bảo cho Rishin có thể lấy được cái điểm đầu tiên của trận đấu cũng như là breakpoint. Thời gian map còn lại không nhiều. Trừ khi Hotcat giữ combo đến cuối là Rishin. Ừ. Còn một cách nào đó là chất cố nhưng mà không. Được rồi. Hay là Hotcat. Nó lạ lắm. Giữ combo này lạ vô cùng luôn. Nói xong giữ combo thì Rishin cũng drop ngay cho mình nhưng mà thôi, không còn đủ thời gian chỉ cho Hotcat recover.
mở màn với cái trận đấu ngày hôm nay thì một breakpoint đến từ vị trí của Ryushin. Và tặng cuộc sống ngay từ đầu tiên luôn, cho cẩn thận. Ui dồi, Misfit đến từ vị trí của Hotcat và bỏ Ryushin ngay cái slider. Thế luôn. Ryushin cũng đoạn đấy cũng bị Misfit đúng một cái đoạn reverse slider overlap liên tục. 2.TF. Ê rồi, Hotcat đi dạo phải hơi xa. Đi dạo mà. Để cho Ryushin. Ngay lập tức nó sẽ đi tìm 3. Lại thêm một con pick speed nữa từ vị trí của Ryushin. Nói về speed thì cái pool này nó phải nói là nó có quá nhiều ma. Một cái bàn DT2 từ vị trí của Hoka sẽ là không đủ để có thể giảm bớt số lượng speed map trong pool lần này. Mở màn với cái Nobot 4 đã là tech lại còn có speed kèm theo. Giờ thì kèm theo DT nó sẽ là finger control một ít. Speed không phải là nhỏ, nhưng mà stamina cần thì vô cùng nhiều. Chúng ta phải xem rằng Hotcat có giữ được stamina không, bởi vì Hotcat cũng không phải một người thiên về stamina cho lắm. Khả năng cao là ui, Hotcat sẽ cần phải động đến cái protect khá là sớm. Có thể vừa vào thì chúng ta đã thấy được là Hotcat drop ngay cho mình đó là một miss. Ryushin thì vẫn khẳng định rằng mình vẫn pick ra những con bài đúng chủng đích của mình. Wow, nói xong thì Ryushin trade. sau một vài kỹ thuật nhỏ thì Ryushin nghe thấy Cutter hay sao ấy nhỉ? Nhưng mà Hotcat hình như cũng vô tình nghe được lời Cutter nói hay sao ấy nhỉ? Nó lạ lắm. Thôi thì cả hai recover rồi. Với những đoạn finger control thì gây khó chịu. Ryushin đang có arc tốt hơn hẳn không phải hotcat. Vừa không có combo vừa không có arc thì cái vấn đề là cả hai cũng reset rồi. Cái map này trong Ryushin cũng đang hơi chật vật một chút, nhưng ngược lại thì hotcat thì không ổn chút nào đấy. Không ổn chút nào luôn. Cái vấn đề là ở cái map finger control liên tục double stack rồi thêm quadruple rồi thêm overlap slider nữa thì accuracy mất là điều dễ hiểu. Accuracy của Ryushin không phải là tốt, tuy nhiên nó vẫn sẽ là chênh lệch rất lớn so với Hotcat. Không tốt, nhưng mà Hotcat thì rất là lớn. Drop ngay combo rồi. Hotcat không keep up được với cái mức BPM này rõ rệt rồi. Nó hiện ra ngay kia rồi. 232,5 BPM. Nó không chỉ khó ở cái mức BPM 230 cộng, còn thêm cái việc là stack reading quá nhiều thì nó sẽ đánh ngay vào cái điểm yếu của Hotcat là ở trên cái bộ mod DT nói chung. Nhưng mà mở màn hơi chill này thì cũng là điều hơi dễ hiểu một chút, khi mà có vẻ Ryushin đang rất muốn target nhanh vào những cái điểm yếu của Hotcat để có thể đảm bảo được một cái lợi thế ổn, có thể giữ được một cái tâm lý tập trung vào chơi game tốt hơn mà không phải lo nghĩ về việc chênh lệch score như nào. Nhưng mà Hotcat đã break rồi, trong khi đấy Ryushin vẫn đang giữ được cho mình một khoảng combo nhất định. Thì nói xong thì Ryushin cũng break mẹ rồi, hỏi chấm vãi luôn đấy. Chưa kịp nói hết câu luôn. Không để người ta nói hết câu. Ôi thì nhưng mà với những mức combo mà giữ đều như Ryushin cứ 500 combo rồi break thì kiếm được cho mình 300k. Hotcat thì đang hơi chật vật. Hotcat vừa build tí combo rồi, lại reset rồi. Build được lên tầm 200-300 lại reset. Hotcat có lẽ nên nhanh chóng pick vào những cái pick tủ của bản thân, ví dụ như là Hidden hay là Hard Rock, đặc biệt là Hard Rock 2. Sẽ là những cái pick mà Hotcat cần phải sớm tập trung vào để có thể lấy lại được tinh thần sau liên tục là những pha lấy điểm thành công từ vị trí của Ryushin, đưa trận đấu đến với là 2-0. Với mở lại cho mình là Hidden 3 vẫn còn, cũng như Hidden 1 Protected Pick, thì Hotcat vẫn còn khá là nhiều pick để dành cho bản thân. Nhưng mà Hotcat chọn ngay một map pool tủ của mình rồi. Hotrock 3. Một trong số các pick thiên về Consistency Stream Burst. Pattern cũng không phải là cổ, tuy nhiên là nó thuộc kiểu pattern nó vô cùng khó chịu để aim, có một cái aim ổn định.
khi mà nó thay đổi liên tục giữa việc flow và spacing xa. Một câu hỏi khá là cũ mà cũng là mắc hàn nữa. Nói thẳng ra thì Hotcast sẽ có một mức finger control, aim control ổn định trên những map Varrock, vì đây là một mod tủ của Hotcast rồi. Ryoshin thì tuy nhìn vào chung thì Ryoshin vẫn có một mức aim control đủ, nhưng mà có vẻ hơi kiệt hào thôi. Cái vấn đề ở đây là Ryoshin mặc dù aim kiểu nó cũng đôi khi thấy aim không ổn định ấy, nhưng mà khả năng aim của Ryoshin là hoàn toàn không kém cạnh gì so với Hotcast. Thì câu hỏi được đặt ra là liệu Ryoshin có chuẩn bị đủ cho một con pick hard rock mà nó đòi hỏi quá nhiều về khả năng flow tốt ở trên spacing xa và trên AR10 không? Và chưa kể đây là một trong những điểm mạnh của Hotcast, đó chính là flow aim. Nhưng mà Hotcast quen được mod 2. Well, ui dồi, Ryoshin break rồi. Ryoshin break, thậm chí nó còn không phải trên cái đoạn đi vào đoạn khó của map. Nhưng mà với cái KI đầu tiên thì chúng ta cũng có thể thấy ngay những cái sự gia tăng thay đổi nhất định về spacing sẽ gây khó dễ cho cả hai player, và đặc biệt trên vị trí của Hotcast khi đã để mất được cái combo giữ được ở đầu. Tuy nhiên, với việc Ryoshin không có được một combo quá tốt thì việc comeback cũng đang là khá là khó. Nhưng Hotcast lại có một mức rồi, cao hơn. Khó thật. Khó rồi. Với việc reset combo vừa rồi của Ryoshin thì cái việc comeback rất là khó, cộng thêm không có arc nữa. Tuy là hơi khó thật, nhưng mà bây giờ thì vẫn còn 1/4 map thôi. Cơ hội là vẫn còn nếu Hotcast break. Ôi dồi ôi. Rất thân thiện với môi trường từ vị trí của Ryoshin, đi luôn nguyên cả đoạn stream phải cẩn thận. Vừa xanh vừa đỏ. Thì sao vừa Hotcast cũng đã reset không hồi. Tuy nhiên nó lại không có nhiều ý nghĩa lắm khi mà khoảng cách nó là đủ xa để Ryoshin không thể bắt kịp. Và như vậy đây sẽ là điểm đầu tiên dành cho Hotcast. Đúng như bị... pick tủ thôi. Sau khi bị dẫn thông 2 điểm. Con mèo đã đánh được con rán 1 ván. Có thể thấy là cái mức arc thì nó hiện ra rõ rệt rồi. Nên là Ryoshin cần cẩn thận với những pick core rock. Nhưng mà pick ngay cho mình là Nomad 5. Đây không ngoài dự kiến lắm. Như cái warm up rồi. Như cái warm up rồi. Còn chưa kể... Nói lại hôm qua chúng ta thấy Ryoshin chơi như nào. Ngang với performance trong cosplay. Trong khi đó Hotcast thì chưa bao giờ được biết đến với khả năng chơi speed tốt cả. Nên là đây sẽ là một pick vô cùng thú vị để xem liệu Hotcast có bằng cách nào để cheese được, để ít nhất có hy vọng được có một cái score ngang tầm của Ryoshin hay không. Chúng ta nên để ý xem Hotcast có tap x không. Oh my god. Nam ai? Hello. Yes. Lọt tiếng hả? Ờ. Tiếng chi? I don't know, tiếng sửa screenshot iPhone với cả tiếng gì ý? Không có. Project Sekai. Không. Ok, quay lại với trận đấu. Vừa vào bắt đầu thì cũng là một nhiều những tình huống drop arc đến từ cả hai người chơi thôi. Vâng, và chúng ta có thể thấy là Ryoshin drop ngay rồi. Hotcast thì đang là những nỗ lực rõ bỏ arc lấy combo. Ryoshin lại tiếp tục reset combo. Hotcast cũng vậy. Và điểm số bây giờ rất reset được combo cần. Không phải là một trong những thứ mà chúng ta nên có ở trên cái map này, đặc biệt là Ryoshin. Ryoshin lại vừa break down. Hotcast đang giữ được cho mình một chút combo. 1/3 map trôi qua, map chỉ dài có 2 phút mà thôi. Hotcast đang cố gắng hold combo nhiều nhất có thể. Chính xác hơn arc của Hotcast được, đang hơn Ryoshin lúc này. Cứ tưởng chừng là Hotcast đã không có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái map Nomad 5, nhưng không, đang rất là bất ngờ khi Hotcast ít nhất tới thời điểm hiện tại vẫn đang có được một cái performance tốt hơn rất nhiều so với Ryoshin. Nhưng mà đoạn combo break vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều khi mà Ryoshin đã phục hồi lại được một cái lượng combo rất tốt, và đặc biệt là ở vị trí của accuracy không mà không để mất quá nhiều.
Podcast lại vừa break thêm lần nữa. Rishi vẫn đang build cho mình đấy tận 500 combo. Chỉ còn 1 phần 4 map nữa thôi, bởi vì Rishi vẫn đang giữ combo cho mình thế này. Có cơ hội nào cho Podcast hay không? Podcast vẫn đang cố recover lại. Nhưng mà Rishi đang cả hai cùng reset combo. Và reset combo kia không để lại một chút hề hấn gì, nhưng mà Rishin vẫn giữ được lợi thế. Với 60.000 điểm thì liệu Hotcat có đủ combo không thì không. Các bạn đã không rồi. Không có thời gian, có thêm không có combo nữa. Khá một là bất ngờ đấy. Một pha đánh đổi cực mạnh đến từ vị trí của Rishin. Đánh đổi tất cả arc lấy combo. Hơi đáng tiếc cho Hotcat. Một nước đi khá là chính xác. Nhưng mà cũng phải kể để ý một hơn một chút khi mà phải đến quá nửa map Hotcat gần như là trông trên kèo hơn nhiều so với Rishin. Đây có lẽ sẽ là điều cần phải lưu ý hơn khi mà chúng ta điền với những pick DT còn lại của map pool. Sau khi mất đi pick Nomad 5 rồi thì chắc chắn là Protect 2. Chắc chắn là Rishin sẽ phải Protect nốt. Thực ra thì còn có một cái DT4, nhưng mà DT4 có lẽ là map Rishin không nên pick vào khi đối đầu với Hotcat. Ê, hoa. À. Cái Evo bị băng đi à? Apparently yes. Thế tí nữa là chấm than comment là nó cũng bị phân ly luôn phải không? Ừ thì thôi thì kệ thôi chứ biết. Protect cho mình ngay là no map 1. Lựa chọn chơi ngay consistency đối với Hotcat. Nhưng mà nếu mà để nói về em thì cả hai người đều là một những người thuộc dạng top tier về em rồi. Nhưng mà về precision thì Hotcat chắc chắn hơn. Hát rong 1 từ Protect từ vị trí Hotcat. Không quá ngạc nhiên. Một trong những mod tủ của Hotcat rồi. Protect khá là hợp lý. Ghê, cũng gọi là guru biết dùng lợi. Đảo ngược thứ tự tính gì căng. Mỗi tội ồ của Lai bị phân lì thôi. Rồi đúng thứ tự thôi. Và bây giờ chúng ta thấy là Rishin sẽ chọn cho mình là 3. Còn lại Hot Rock 4 thì... Còn lại Hot Rock 4 và Hot Rock 2. Liệu Rishin có 3 này nữa. Không, thực ra nên ban Hot Rock 4 khi mà thấy Hot Rock lại chủ động Protect và Hot Rock 1. Nhưng mà DT4 ban đây cũng là một cái ban khá là hợp lý. Khi mà êm dị pattern cổ chưa bao giờ là một cái lợi thế tốt tới từ vị trí của Rishin cả. Và bạn nó lại là lợi thế của Hotcat. Thế nên là đây là một lời ban cực kỳ hợp lý rồi. Nó có 2 ban tới từ vị trí của Hotcat cũng là một cái ban không quá khó hiểu. Rishin hôm qua có chơi không nhỉ? Quên xứ rồi. Có, hôm qua có chơi. Hình như là được cái score cũng khá là ổn thì phải. Cũng gọi là được cho đến khi Sky Arrow 2 mid ở cuối. Thế nên là 600k tới vị trí của Rishin là một score không hề tệ chút nào trên map này. Và đó cũng là điều dễ hiểu khi mà Hotcat không có tự tin với con map Nomad 2 và sẽ quyết định là ban đi. Pick tiếp theo Hotcat hit lên 1. Chắc chắn rồi. Đã đến lúc cần phải lôi ra con bài tủ tiếp theo. Hotcat đang nhả cái Protect của mình ra. Với những pattern Outward Aim và Aim Control thì chắc chắn đây là một trong những thứ mà Hotcat cần phải dùng để counter lại với Rishin. Đánh chút được một giảm Gamma, Ryu. AR9.3 và 3. Oh, AR9.3 nó chậm quá, phải giảm Gamma đi để reach cho nhanh lên. Ôi, oh, okay. Lại read AR9.3 mà read không khác gì AR9.6, nó thì hơi nhạy cả. Oh. Map này 9.6 là đủ rồi, cũng chẳng cần AR10 nữa. Rồi mà để ý map này, OD8. OD8 cực kỳ dễ để arc rồi. Ok Hotcat. Mà... Ok Hotcat. Vâng, cảm ơn Sachi với lời nhận xét rất hồn nhiên. Nhưng mà nó dễ thật mà, OD8 thì gần như ai cũng chơi. Nếu mà ai là một trong những người kiểu thuộc dạng finger control thì chắc chắn OD8 thì nó cực kỳ dễ để arc rồi. Nhưng mà bằng một cách nào đấy, accuracy của Rishin lại đang hơn khá là nhiều. Không, cái này là không ngạc nhiên lắm. Không ngạc nhiên lắm, tại vì hôm qua Rishin cũng giữ được LS
cho đến khi mà anh ấy mất SS rồi. Và đấy là tầm giữa 1/4 map. Đấy. Giữa SS cho đến khi mất SS. Giữa SS cho đến khi mất SS. Sanchi 2022 chuyên mắc. Nhưng mà hy vọng là Rizzle này sẽ có một cái màn thiện tốt hơn một chút. Và như chúng ta có thể thấy thì actually working Rizzle sau hôm qua thì có vẻ đã có sự chuẩn bị tốt hơn trên con map này. Và điều đấy đang thể hiện với cái accuracy 994 cũng như cái FC ít nhất tới thời điểm hiện tại. Cộng trừ 19728. Ôi trời ơi. Vấn đề là Ryoshi hôm qua đã nghe thấy lời của anh Đờm gọi với Thiên Tiễn rồi. Hôm nay gọi anh gọi anh Đờm lại. Nên anh Đờm bây giờ đăng nhập với Ryoshi. Nên là Ryoshi mới có 99 ạc. Chứ hôm qua Ryoshi 98 ạc cơ mà. Hôm qua Ryoshi thua cái này by the way 95 ạc. Và bây giờ chúng ta đang thấy Ryoshi đang hơn hẳn. Sai. Giờ thì anh Đờm đang nhập Ryoshi rồi thì phải, chứ không nhập Skyro nữa khi mà Skyro đã bị ra khỏi giải. What the fuck doing? Rồi đi giải giải tới vị trí của Ryoshi. Thôi, sẽ không nói gì về phía Hotcat. Nói nữa bị kêu buồn lắm. Không, cần gì nói gì. Hotcat vẫn đang giữ được combo cực kỳ cao. Uy tín dâm phết tới vị trí của Hotcat thì được cái jump to khủng bố của là map là tín 24k còn 3 map nữa 24k một số điểm không hề cao và vẫn đang rất lại nhanh chóng thu ngắn khoảng cách và đưa điểm lợi thế trở về phía của bản thân từ vị trí của Hotcat. Narizin sau cái đoạn spike ở cuối kia vừa rồi thì cũng mất khá là nhiều score và đặc biệt là accuracy. Điều này nhưng thứ đang chờ đợi cả hai người là ở cuối map và đoạn ki cực to và jump cross screen luôn rồi. Thật ra thì em nhớ không nhầm trong quầy nó không khủng bố như jump vừa rồi. Whatever, nó vẫn khó. Nó khó theo kiểu riêng của nó. Hotcat ui nhưng mà chúng ta đi Hotcat gặp ngay Spider Break. Trong khi đấy Ryoshin vẫn đang giữ được combo với 99 okay. À lúc 98 à. 55k và vẫn đang thu hẹp nhưng mà khá là khó. Ui Ryoshin gặp ngay cho mình một đoạn. Ui nhưng mà Hotcat gặp ngay combo đến từ vị trí của Hotcat. Nhưng mà cái drop vừa okay, rồi sẽ khá là tai hại cho vị trí của Ryoshin. 30 điểm và nó đang giảm dần tốt cho Ryoshin nhưng không tai hại cho Ryoshin thật. Trời ơi. Đi xa rồi. Nhớ Ryoshin mà giữ combo chính xác hơn là SC hết thì may ra còn cái điểm nó sẽ close hơn, à, sẽ khó đoán hơn. Tuy nhiên 1-2 cuối. Tuy nhiên Hotcat lại là người giành được điểm này. Cái đoạn 1-2 đã tước đi số combo mà Ryoshin có thể giữ và coi như gần như có thể quay lại với Ryoshin. Và pick ngay cho mình là Protect của mình, DT1. Không quá ngạc nhiên. Nhưng mà đây sẽ là có thể là một điểm dành cho Ryoshin. Khi đây cũng đòi hỏi một mức BPM mà Hotcat có vẻ hơi ức chế một tí. 249 BPM và AR10.3. Cái chỉ nhìn trên start của map không thôi đã có thể thấy là Hotcat sẽ không phải là cái tên có được highlight ít nhất ở trong con map này, trừ khi có cái gì đấy xảy ra và cái saber mà con rắn nó đang cầm để quay vòng tròn kia tự nhiên biến mất. But who knows, maybe you acquire a cat. Có thể vừa vào thì chúng ta đã thấy được là arc của hai người chơi đều là một trong những thứ mà không phải nói lên mọi thứ lắm bởi vì cả hai người đều giữ được combo. Nhưng mà Hotcat lại là người tạm thời giữ được cái accuracy khá là ổn ở giai đoạn đầu tiên. Vẫn khá khảo đến từ cả hai người chơi. Nhưng mà reading đang là một trong những vấn đề mà Hotcat đang gặp phải rồi. Đây rồi. Và vừa nói xong thì Hotcat đã drop ngay cho mình một cái spider break. Cũng như là một đoạn sốn màu vàng. Ryoshin có lúc đấy vẫn đang giữ được combo. Ryoshin tuy không giữ được arc nhưng mà combo của Ryoshin thì nó sẽ bù lại được cho những bất lợi thế mà Ryoshin đang có, đó là arc thôi. Và điểm số đang dần gia tăng khi chúng ta đã vào đoạn gần như là free combo của map rồi. Actually, Ryoshin đã ra hơn Hotcat. Không có bất ngờ. Hotcat chỉ
giữ được à ổn định cho mình một giai đoạn đầu, càng về sau thì không nổi. Nên nhớ đây là không phải là một trong những mob tủ mà Hotcat có thể chơi ổn định lắm, nên giữ accuracy chắc chắn là đấy là một lợi thế của Hotcat rồi. À, câu hỏi là liệu con rán vừa nói liệu thì Hotcat đã giữ được cho mình một chút combo, nhưng trong khi đấy Ryoshin thì drop ngay một cái slider break. Thôi thì câu hỏi là liệu có break không, và câu trả lời là có break. Break thêm một lần nữa, một mid đến từ vị Ryoshin, hai mid, ba mid. Tôi im nửa map, tôi mở mồm ra là Ryoshin break là thế nào nhỉ? Nhưng mà bây giờ tuy là có một điểm lead khá là cao đến từ vị trí của Ryoshin, Hotcat lại giữ được cho mình đang gần 400 combo rồi. Muốn thắng Hotcat phải giữ đến cuối, và cái nhiệm vụ này có khả thi hay không thì hãy chờ xem. Hơi một bạn hơi thân thiện môi trường nhưng vẫn giữ combo. Nhưng một phần tư map rồi. Hotcat tuy đã giữ được một mức combo nhưng mà Ryoshin thì đang gần build lên 400k, một điểm số cách biệt khá lớn, 166, và nó vẫn đang tăng dần lên. Nó không có một dấu hiệu giảm nhưng mà nó lại giảm rồi, vừa nói xong thì nó giảm. Nó giảm rất từ từ. Cái thời lượng map còn lại không còn là nhiều. Hotcat vẫn build trong một combo cùng Ryoshin cũng vậy. Nhưng tuy nhiên Ryoshin lại có lợi thế về arc. Có lợi thế về arc, có cả lợi thế về combo. Ryoshin vẫn đang giữ được cho mình một mức điểm có vẻ gọi là an toàn. Nhưng mà không còn đủ thời gian cho Hotcat rồi. Tuy giữ được combo ở đoạn cuối nhưng mà Ryoshin thì sau những pha break cực kỳ nhảm sau trước cái spinner thì Ryoshin đã giữ được mình điểm DT1. Hotcat break rồi, như vậy chắc chắn là điểm DT1 sẽ dành cho Ryoshin, cho dù bây giờ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. 150.000 điểm, khá đáng tiếc cho Hotcat. Hotcat và Ryoshin đã làm tốt hơn rồi, không thể combo game được. Yeah, hơn được tí combo. Tuy nhiên Ryoshin lại có hai lần, có chính xác một lần 900, một lần 600, 700 thì đó. Hotcat thì chỉ có một lần 900 xong hẹo luôn. Thấy hot, thấy combo Hotcat đi lên tưởng sắp thua. Vâng, và pick ngay cho mình là Hot Rock 1. Tìm hơi đầu từ vị trí của Ryoshin. Nhưng mà cái là Hot Rock 1 không lạ lắm. Hotcat trông có vẻ đang phải rất nhanh chóng để rush tới những cái pick protect của bản thân. Hrock 4 vẫn mở, tuy nhiên Hrock 4 tạm thời không nên được pick vì nhiều lý do, mà pick 35 chắc chắn không phải là một trong những lý do mà chúng ta cần biết. Em nghĩ là do ghế ngồi chưa quen. Đúng không, ghế ngồi chưa quen là một thứ thôi chứ. Ánh sáng phòng chói quá. Ánh sáng phòng chói quá. Một cái gì nữa là quên rồi. Từ từ để đi tìm chờ đi. Tôi nhớ có Beyond vừa ấy. Từ từ đây, Facebook.com. Trong post này, trong post tôi có mà. Quay lại trận đấu. Cát Tích không nhiệt tình. Do áo hơi chật mà không được thoải mái. Quần hơi bó nha. Ghế ngồi không cao. Ui, đầu map rất chill. Đầu map chill lắm, nhưng mà biết đâu bất ngờ tự nhiên tí nó có một cái break ở đâu trên trời rơi xuống thì cũng hơi khó hiểu. Đơn giản vì Shisho Deep Battle Line. Tưởng tượng chưa kể đây là map của xong rồi em trượt. Đây là map của The Random Otaku. Nếu những ai chơi từ tầm 2017-2018 cái răng thì map này chắc chắn sẽ khá quen thuộc rồi. Không phải tôi nhá. Không, anh thì chúng ta không nói chuyện nhá. Chủ tịch đi bán xe đi. Chủ tịch đừng nói gì nữa. Xin lỗi. Cũng mua xe xong nghèo nhưng mà không có bán. Nhưng mà drop arc cái Ryoshin đến từ vị trí của Hotcat, trong khi đấy Ryoshin build lên được cho mình 98 arc. Có thể đang sử dụng biện pháp của Ryoshin. Đó là bỏ đi arc và giữ lấy combo. Vào cái đoạn kia đầu tiên và Hotcat miss aim ngay cái slider dài. Map này nó khá là khó ở chỗ là kick slider em liên tục suốt cái KI, chứ nó không đơn giản chỉ là một chút bạn spike ngắn xong rồi quay lại với jump bình thường, nên đây sẽ là cái đáng để nói. Và Ryoshin lại một lần nữa slider break miss aim ở cái slider slider point là slider tick ở đại loại thế. Slider tick miss aim rất là Hotcat lại slider break rồi.
Hay mid đến từ cả hai người chơi rồi. Cả hai liên tục reset combo. Yurishin sẽ tạm thời là người có score lead tại vì Arc là một chút combo build từ đầu là tốt hơn. Đúng như dự kiến, bảo những cái mid từ trên trời rơi xuống con map này toàn bộ sẽ nằm trên slider và không hề sai khi mà cả hai player đang gặp rất nhiều trở ngại với việc aim chính xác và những cái kick slider liên tục ở trong đoạn KI. Đừng có đẩy mid nữa. Không biết gì cả. Trời ơi, thằng anh nói to quá, từ từ. Nói rồi. Ok. Đẩy mid xong rồi. Cả hai đều đang build được combo khá ngang nhau. Tuy nhiên Rishin. À, Rishin là vừa trôi hơn hả? Lại thêm một đoạn của... tiếp theo. Rishin vẫn đang ủng hộ cho Rishin rất nhiều. Và bây giờ vẫn là đoạn 1, 2, 1 nốt và 1 spider. Vẫn là đoạn free combo cho cả hai người rồi. Nói chứ under aim sẽ làm cái vấn đề rất lớn và ngay lập tức vấn đề này sẽ được thể hiện ở vị trí của hot card. Rip Bozo đến từ vị trí hot card. Ui ui ui, vừa nói Rip Bozo. Nhưng mà hot card cũng đi luôn cái đoạn vừa rồi. Hot card đi luôn nhưng mà đi ít hơn. Nhưng mà 1/4 map còn lại. Kể cả là đi ít hơn hay gì thì... Không, nhưng mà 1/4 map còn lại điểm số đang dần tụt dần về cho bên của hot card. Nếu mà hot card giữ được thêm một chút combo nữa. Thật ra là trả tù về phía ai cả. Ui, giữ combo đến từ vị trí của hot card. Ui. Cả hai cùng kéo slider. Nó cứ vào cái đoạn téo xong rồi mẹ bít. Về đoạn cuối cả hai reset combo liên tục thì cơ hội đầu cho hot card. Nhưng mà số điểm 30k. Số điểm 30k là biết. Là thôi, thế thật ra rồi đoạn cuối cũng không có gì cả. Klausin up, giữ bãi điểm. Breakpoint tiếp theo cho Rishin. Khá là chắc kèo. Yeah. Rất close đến từ cả hai người chơi. 20k. Thực ra là 21 nhưng mà thôi whatever. Và 21k là quá là close rồi. Chính là 3 mid cho hot card. Mid hơn hẳn luôn. Nhưng mà Yushin là một giải dài ở nguyên cái space. Ở đây rồi. Đây đâu rồi. A còng Alamazu. A còng. Nhưng mà đây, đánh ngay vào điểm yếu của hot card, đó chính là consistency. Nhưng mà hot card trên no mod thì khá là cũng gọi là ổn định, cũng gọi là ra gì phết. Nhưng mà có ra gì so với Rishin không thì đây sẽ là một cái cỏ ấy hơn. Khi mà con map của Skyflame nó chỉ toàn là jump to xuyên suốt toàn bộ thời gian của map. Nhưng mà biết đâu bất ngờ. Cái DT1 mém nếu có bất ngờ rồi thì pick nào cũng hoàn toàn có thể có một cái sự gì đó bất ngờ mà hot card đưa ra và anh em cutter cũng như vừa chưa biết tới. Xem, để xem áo thi đấu có chật không. Rishin test là người mất SS trước. Nhưng mà trong trường hợp cả hai không SP thì đạt factor cũng không ảnh hưởng. In case of. Trong trường hợp. Chắc chắn không có trường hợp tự nhiên một cái mic trên trời rơi xuống on air mà thậm chí còn không phải trong cái jump to. Imagine. Nói xong thì thử Azura jumping on is real thật. Cả hai cùng hit được cháy. Không có cả hai gì đâu nhá. Vừa nói xong, tôi bảo imagine miss sau cái đoạn jump to. Ông Rishin ông miss. Bây giờ chúng ta chỉ cần biết là thờ Azura jumping hot is you, ok? Không có gì xảy ra nữa, không có cái miss nào của Rishin cả. Rishin chưa làm gì cả. Nhưng mà có thể thấy là hot cut vẫn đang giữ được S. Liệu hot cut có mất SS không thì chúng ta không biết nhỉ. Tôi sẽ nói là có nhưng mà cần phải mất SS để hot cut có thể đỡ bị tâm lý. Có thể chill một chút. Xong tự dưng hot cut mất SS xong, hot cut lại bị tâm lý. What is this? Em vẫn là uy tín tới từ vị trí của cả hai player cho cẩn thận.
đặc biệt là hot cat vẫn là cho mình để lại đưa what the dog rồi à đặc what the cat rồi đâu là Ryushin đang cố gắng recover lại. Nhưng mà Ryushin thì chúng ta sẽ không hỏi tại sao cái gì bị như thế. Ủa mà đâu là xong rồi no nhưng mà từ Azura jumping hot is still real vẫn có thật, nó vẫn có thật bên trong hot cat. Con mèo và con rán, con nào hơn? Guys, we just acquired a cat. Tiếp tục là một cái 100 đến từ vị trí của Hot Cat. Nhưng mà Hot Cat cũng đã reset rồi. Và như vậy vẫn là một cái lợi thế vô cùng lớn cho Hot Cat. Hai người đã mất niềm tin vào Azura Jumping Hot. Tiếp tục là một breed nữa đến từ Hot Cat. Nhưng mà không sao cả, Ryushin cũng không có một chỗ mức combo gọi là cao. 70k điểm. Tuy nhiên, Hot Cat có lợi thế vậy à? Tuy là không nhiều nhưng vẫn là có. Không, Hot Cat vẫn còn. Hot Cat vẫn còn. Với thực ra thì với cái việc Ryushin vừa break thì sẽ không có cái gì xảy ra nữa cả. Hot Cat vẫn sẽ bảo toàn được cái lợi thế của mình, thậm chí có cơ hội để nới rộng khoảng cách hơn nữa. Không cần nếu thì cả tạm thời. Hot Cat vẫn đang có niềm tin vào Azura Jumping Hot, nhưng mà Azura là ai? Hỏi chấm. Tại sao họ lại tại nhảy? Sao tại sao hát lại jumping? Thế nào? Mà thêm vẫn liên tục là những cái jump to mà cả hai player đều đang thi được một cái cách theo có thể nói là quá clean, nhưng mà rất tiếc cho Ryushin khi mà ở đặc biệt những cái spike khó thì không làm được quá tốt, và điều đấy ra giúp cho Hot Cat đang nạo nên một cái bất ngờ khi mà Hard Rock 1 thể hiện rõ cái sự yếu thế của mình nhưng mà quay lại rất mạnh mẽ ở vị trí Nomad 1. Nhưng mà em con chủ Hot Cat đang khẳng định rằng Ryushin không có gì ở trên map này cả. Lại tiếp tục build ở trong combo ở vị trí Hot Cat. Nhưng mà cả hai đều build combo. Nhưng không sao cả, 120k điểm chênh lệch là quá lớn và thời gian đã hết cho Ryushin. Không thể nào mà comeback được nữa rồi. Vẫn có niềm tin vào Azura. Vẫn có niềm tin vào Azura đến vị trí của Hot Cat. Hot Cat vẫn đang giữ được combo và 500k là điểm Hot Cat đang giữ được. Ryushin mất hết rồi. Ryushin mất hết trên Nomad 1 rồi. Protect nhưng mà lại tự hại mình. Cái ác gì đây? Không phải 99 trên Nomad 1. 2 chấm đi sai 2 chấm. But dude, he's farming 400 in a fucking tournament. Hot Cat vẫn giữ được combo. He's farming. Hình như score này của Hot Cat ít nhất 400. Score này là score ít nhất 400 rồi. Ui dồi ôi, chuyện này của Mai 300. Ba xuống 300 rồi. Rồi hết rồi. Điểm được ảo toàn dành cho Hot Cat mà. Thôi, đầu tiên của Hot Cat 400 PP. 300 rồi, mít cái kia thì 400 nào nữa. 400 PP. Chỉ đó đó, 3-100 và 4 mít. Sao niềm tin dữ dội vào Azura và con team nhảy nhót no thì... No what ba thì chỉ Hot Cat. No what ba. Nhưng mà đây có vẻ là hơi một chút mạo hiểm đến từ vị trí của Hot Cat. Tuy là cả hai người đều chơi cực kỳ ổn định trên No what ba. Nhưng mà hôm qua Ryushin làm quả 99 là tôi cũng thấy hơi bất ổn đấy. Score của Ryushin hôm qua chỉ cái này bọn tôi không hiểu luôn. Không hiểu. Cái map này đâu phải map để combo. Theo Ryushin có... giữ được cái performance này không? Nhưng mà chúng ta nên check một chút về điểm số của Hot Cat trên map này. Let me take a look. Let me also. Wait the fuck is the schedule? Hot Cat trên pick này cũng có một cái accuracy gần như ngang kèo với Ryushin. Tuy nhiên, combo không bằng. Đây sẽ là điều đáng để nói trong pick lần này, trong trận đấu này. Thì hai người đối đầu nhau trực tiếp chứ không chỉ nhìn qua điểm số của trận đấu trước nữa. Head to head. Nhưng mà pha giữ combo của Ryushin hôm qua thì... thật đấy. Nếu mà nhìn qua thì đúng kiểu Ryushin pop up. Hot Cat vừa map vừa rồi đã pop up đúng lúc cần thiết. Liệu pick này có thể giữ được một cái tinh thần tốt để tiếp tục trên cái đà power of god mode các thứ các kiểu để có thêm được một cái score tốt nữa không, hay đó vẫn sẽ là Ryushin với việc làm lại được những gì mà hôm qua đã làm? Của cả hai bây giờ chỉ chênh lệch là 1-2-100 mà thôi. Nó thôi ngang không, nhau bằng rồi. Nhau rồi, bằng nhau rồi. 155
Rất gần. Rồi, chênh nhau thêm một cái 100 nữa. Nhưng mà đoạn đầu chênh tính là 100. Đầu của map cũng chưa có gì lắm. KI đầu tiên bắt đầu có cái để nói ở đây khi mà spacing đã thay đổi và overlap vô cùng khó chịu. Và đòi hỏi một chút reading đến từ cả hai người chơi. Và reading vẫn đang được vẫn gọi là quá ổn định từ hai người rồi. Combo vẫn còn. À, cách đâu có 0.3, 0.2. À, phải tính bằng số 100. Bằng số 100 luôn rồi, đếm trên đầu ngón tay luôn rồi. Chênh lệch rất nhỏ. 1.000 điểm. Nhưng một sai lầm nhỏ từ một trong hai người đều là nó sẽ là một cái giá phải trả. Thôi rồi, Enester lại còn làm thêm phân lì thinh nữa. Đoạn sau cũng có cái để break thật. Thì triệu hồi anh 7 thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, anh 7 chưa hiện rồi. Anh 7 không hiện hồi đúng không? Chưa đến lúc. À, và combo cả hai là một cái gì đó không thể tưởng tượng nổi trên cái map này. Enester đã làm được tốt, làm được tốt nhưng mà không đủ. Còn Hotcat thì mắt tôi nhìn một chỗ nhưng mà một mắt nhìn một chỗ mà còn lại nhìn cả Hotcat, tôi không hiểu luôn. Hai con người này đã làm cái gì đó tôi không biết luôn. Nhưng mà Ác lại tranh một cái 100 rồi. Nhưng mà từ bây giờ sẽ là đoạn tiếp theo. À, có thể thấy là hai người chơi vẫn đang giữ được combo. Nhưng mà bây giờ một trong nhưng mà Rishi rất nhiều break trước. Rishi sẽ không làm được những gì mà hôm qua con rán của chúng ta đã thể hiện. Tuy nhiên combo là rất sát nhưng đó sẽ là Hotcat với combo đã gấp đôi so với score cũ rồi. Có thể thấy là Enter đã có một chút nỗ lực sau khi gọi cho gọi Rishi, anh 7. Gọi anh 7. Ám hai chưa biết nhưng ám đúng Rishi luôn. Hotcat vẫn tiếp tục break đến từ vị trí của Rishi. Nhưng mà Hotcat cái đoạn start ấy của nó Hotcat nó sẽ xin được liên tục. Dude, he's farming in the fucking tournament. How is this possible? Người lượng của Hotcat, hello. Câu hỏi hiện tại là có thể không? Vẫn giữ cho mình FC. Run rồi. He can still do it. Thời gian còn lại có map lần rất ngắn. Liệu có làm được hay không từ vị trí của Hotcat? Không còn S rank nữa, mất em rồi, mất cả gì rồi, hết cách rồi. Nhưng mà 200k. Bọn tôi lại nhảy 267k. Lại nhảy đủ thứ. 800k chỉ cái map nó 3 này. Lại nhảy đủ thứ, đủ kiểu về cái việc con map này nó khó như nào để combo. Và xong rồi Hotcat thì kiểu yo, this is illegal bro. 800k chỉ cái map này. Bro, he's farming in the fucking tournament. How is it possible? Một pha bảo toàn điểm cực kỳ an toàn đến từ vị trí của Hotcat. Lại tiếp tục là ăn may God Mode từ vị trí của Hotcat. Ăn may hơi nhiều. Nhưng mà có vẻ như anh 7 đã hiện hồn và đưa Rishi đi khỏi. Nhưng không sao. Sau những cái pick liên tục mà vẫn tạm thời có thể nói là đi đúng cái kế hoạch hoặc là cũng có thể là ngược kế hoạch luôn mà cái đấy không thể đoán trước được. Quay trở lại với lượt pick của Rishi thì chúng ta vẫn còn khá nhiều thứ để nói đến. Khi mà pick mở vẫn còn đó là Hidden 4 và Hard Rock 4. Nên là né những pop như những map như Hard Rock 2 và Nova 6. Cái này sẽ không phải là một trong những pick mà Rishi nên đối đầu với Hotcat. Cho dù cả hai người đều là một trong người chơi toàn diện nhưng mà có thể nói là Rishin hơn rồi. Rishin bây giờ pick có lẽ nên pick vào Nomad. Ủa? Hả? Nomad 6? Hotcat? Nomad 6 thương về chiếm Rishin. Ok. Ừ thì chân thành mà nói, con pick này không phải là một con pick quá gimmick mà nó đòi hỏi một cái consistency trong khả năng cả khả năng aim và cũng như reading stack. Thì tất nhiên là Rishin cũng có một cái cửa nhất định mà cũng có một cái sự tự tin nhất định khi mà gặp vào cái pick này. Điều căng thẳng hơn ở đây là liệu Hotcat có tiếp tục pop off để đưa ra một cái score bá cháy nhất cái thiên hạ nữa không, sau một cái màn thể hiện Nomad 3 phải nói là đi vào lịch sử của Venom. Basically this guy is farming in the tournament. Cái pool final nó sinh ra đáng lẽ là để player không có được một cái score tốt và nhấp lúc what happened. He just farmed.
He just farm. What did podcast do? He just farm. Anyway, có thể vào thì chúng ta đã thấy là đối với những người chơi thì đây là một trong những map vừa reading vừa aim control. Yushin, à, nó là cái gì đó không thể tưởng tượng nổi. Tuy là một đoạn đầu thôi, nhưng có thể thấy khoảng cách về ảo giữa cả hai player. Thôi. Thôi đi nốt luôn. Hot cut cũng đi. Đi nốt hot cut với một pha read khá là lỗi. À, mà giờ đi xa hơn. Giờ mới nhớ ra. Với những cái kiểu êm mà êm dị kiểu wiggle êm liên tục như này thì Hotcat không phải là người có khả năng quá tốt. Rishin thì không hẳn là kiểu có một cái khả năng êm rất tốt ở trên cái pattern như này, nhưng mà cheese, khả năng cheese của Rishin là đáng để có thể nhìn tới. Và như chúng ta có thể thấy ở đây thì cả hai đều đang làm ổn. Tuy nhiên Hotcat sau một cái pha không phải một mà là rất nhiều cái pha reset hơi khó hiểu thì đã lấy lại được một cái lợi thế vô cùng lớn sau khi Rishin ở cái đoạn sau nửa map đầu tiên đã reset khá là nhiều. Map cũng có một vài phần thiên về flow nên là đây sẽ chắc chắn hơi lợi thế cho Hotcat một tí. Có thể thấy là Hotcat chơi cực kỳ ổn. Ui mẹ, flow xong thì ổn giả phết. Một đoạn snap mà cái này tiếp kỳ nó combo của snap hay xa, đi xa luôn. Nhưng mà Ryushin cũng thế, cũng đi hơi xa một chút, chênh lệch rất nhỏ. Ryushin đang có lợi thế vậy à? Tạm thời kẹp bù lại vào một chút để giải combo. Combo hay ác sẽ là lợi thế ở đây khi mà tạm thời 6k điểm và nó vẫn đang tăng dần tới vị trí của Hotcat. Sai lầm là không được phép xảy ra. Nhưng mà vừa nói xong thì Hotcat slide được break luôn cho cẩn thận. Ở Nevermind, Bancho trolling. Ừ thì tôi biết là bây giờ đang có Ryushin nhận. Bro, please stop trolling. Nhưng mà giờ không còn ba đen, giờ là chắc là real. Real mà không còn điểm nữa, không còn thời gian nữa. Không còn nhiều. Còn Ryushin vẫn luôn combo. Hotcat không còn combo. Ryushin không còn combo. Nhưng mà Ryushin đã làm tốt hơn. Và đây một lần nữa. Một điểm cực kỳ gần. Cực kỳ close. Vẫn rất sát tới vị trí của cả hai player, 17k điểm chênh lệch và đưa Ryushin đến với match point. Nếu ai sẽ phải là người dừng lại ở top 4 đây hay Hotcat vẫn sẽ tiếp tục với cái sự hóa acquired card của bản thân. Vẫn còn cho mình là hai pick Hot Rock và cùng với đấy là Hidden 3. Pick Hidden 3 nghe nhạc trước tới được vị trí của Hotcat. Còn nhưng mà đây có lẽ là một cái lựa chọn hay khi mà cả ba pick còn lại Ryushin không thực sự là quá mạnh. Và đồng thời Hotcat cũng có thể chơi được. Và audio jungle đúng hơn là Hot Rock 2 hôm qua chúng ta cũng có thể thấy là Ryushin là một trong performance cũng ổn định. Để check nhẹ cái score Hot Rock 2 hôm qua mà. Oops. Skyro hôm qua FC cái này và Ryushin thì được bằng nửa. Có score không quá tệ. Tuy nhiên là Hotcat hoàn toàn có thể match được cái score này của Ryushin với cái mức là 570k điểm. Hoàn toàn làm được. Hoàn toàn làm được. Nhưng mà phụ thuộc vào việc Hotcat có thể làm được gì đặc sắc ở cái pick này không thì mới có thể tính đến pick tiếp theo được. Cho tới hiện tại vẫn là hai cái pick, không phải hai cái pick mà là rất nhiều những cái pick mà chênh lệch điểm gần như là rất thấp. Nhưng mà Hotcat được dặn đầu sao lại pick cái à, ai cả hai, nhưng mà thôi không sao thế. Cả khi mà Ryushin cũng đang khá là chật. Ui, ui cả hai đều chật vật. Tuy nhiên thực ra cũng chả biết ai chật vật ít hơn ai chật vật nhiều hơn. Thôi thì phải đánh giá xem là map này là map ai chật vật nhiều hơn. Đó, chúng ta đoán bằng số mid vậy. Giờ sẽ nhìn số mid để đánh giá chứ không còn là nhìn combo nữa. Ừ thì hai cái như nhau, nhưng mà nhìn số mid nó ấn tượng hơn là nhìn cái combo. Đến KI đầu tiên. Ui ôi. Cả hai cùng reset combo, tuy nhiên Ryushin là người reset nhiều hơn. Chính xác là nhiều mid hơn. Nhiều hơn. What the fuck? For real, what the fuck? Ui, Hotcat đi một sải dài, Ryushin cũng vậy. Nhưng mà Hotcat bây giờ lại có một cái lead khá là cao so hơn với Ryushin rồi. Cái này không bất ngờ lắm.
Nhìn 15.000 điểm này lại tiếp tục là một khoảng cách tưởng mong manh nhưng lại không dễ vỡ. Nhưng mà nếu mà đúng ra ấy thì chúng ta có thể thấy là Hotcat vẫn đang làm đúng cái việc mình làm được, đó chính là giữ arc. Và giữ arc này cho Hotcat một cái lead cực kỳ ổn định hơn so với Lucine rồi. Lucine lại vừa reset combo. Và Hotcat, chúng ta đến với đoạn 1-3. Hotcat và cả hai người đều vẫn đang tính xác Hotcat rất rồi. Lucine thì giữ được ổn định hơn một chút. Nhưng mà thứ bây giờ chúng ta cần biết đó chính là ai sẽ là lead tiếp theo rồi. Con map này đúng mới là con map sinh ra không phải để player giữ combo. Và đến đoạn kia tiếp theo chúng ta sẽ biết ngay vấn đề. Chả biết cái gì cả, cái vẫn giữ được combo này của Mai đen. Cái vẫn biết được. Miễn nó phải xoay vòng vòng một đường thẳng thì ok. Không phải xoay vòng vòng nữa, thành ra là nó sẽ dễ hơn một chút nên cho cả hai player và flow thì hoàn toàn là những cái gì mà cái player của chúng ta có thể làm được. Và hiện tại combo đằng sau là có quá uy tín. Có những thứ mà chúng ta cần phải hỏi chấm việc Lucine đã break và Hotcat và cũng sau đấy nó break nhưng mà không sao cả. Điểm bây giờ vẫn đang giữ ở bên của Hotcat. Hotcat không cũng nên break nữa, không có 1/4 map thôi. Hotcat là trên mid. Trên mid hơi nhiều. Trên mid nhưng mà điểm lead của Hotcat chắc chắn hơn rồi, 31.000 điểm. Không, đang giảm dần, đang giảm dần với việc Lucine. Không nhưng mà khá là khó khi mà khó. Combo của Lucine cũng đã đi rồi. Thôi đúng là cái khoảng cách mong manh nhưng không dễ vỡ. Đây combo của hai ngang nhau, Hotcat lại có người có lợi thế nào. Đi dần vòng thì ending của map và Hotcat vẫn đang giữ được cho mình. Đó là 200.000 điểm. Lucine cách biệt với 20.000 điểm, không đủ để quay lại. Cả hai break liên tục này không thể nghĩ được. Ui, vẫn giữ điện đảo chiều. Mém nữa mất cái chiếc. Và đây. Như vậy điểm tiếp theo cho Hotcat và đây có thể là một nói chung mà kéo được một match point cho Hotcat. Liệu ở cái lượt pick của Lucine lần này có Lucine sẽ còn rồi Hot Rock sẽ còn chỉ còn Hot Rock và Hot Rock và cả hai Hot Rock đều có vẻ đều hơi lợi thế cho Hotcat. Hot Rock 4 giờ tạm thời sẽ là một cái lựa chọn mà Lucine nên cân nhắc tới. Hot Rock 2 chắc chắn là một cái gì đấy mà Hotcat hoàn toàn có thể làm được rồi. Còn Hidden 4 không phải là lợi thế của Lucine, đây đều chắc chắn. Hot Rock 4 thì nó sẽ nghiêng về cho bên của Lucine cũng như Hotcat. Nhưng mà cái này nó sẽ khá là bập bênh bởi vì chúng ta cũng có thể thấy là vừa từ trận trước là Lucine đánh cực kỳ ổn định trên Hot Rock 4. Nhưng mà không ổn định bằng Sky Rook. Nó sẽ đi ăn toàn Hidden 4. Pick ngay cho mình Hidden 4. Một nước đi có vẻ gọi quá khá là an toàn. Nhưng mà dùng rất nhiều não để tính toán liệu cái pick này có là, phải là cái pick để giữ Lucine lại với giải đấu năm nay hay đó sẽ là pick đưa Hotcat và Lucine đến với map tiebreaker đầu tiên và duy nhất của vòng này. Một con map lại vô cùng ngắn nữa, hình như là ngắn nhất trong số các pick vừa qua của trận này. Bây giờ chỉ cần một sai lầm là gần như là đi hết cho cả hai người chơi rồi. Nhưng mà không, nếu mà sai lầm lớn nhất thì chúng ta chắc chắn đi con mắt. Hotcat thua một điểm. Hotcat thua rất nhiều điểm. Sai lầm đầu tiên nó là Hotcat. Sai lầm đến hơi sớm nhỉ. Quá sớm luôn chứ không phải là hơi sớm nữa, nhưng không sao cả. Ôi dồi ôi, trông tiếng mơ. Thôi. Nếu kick in hơi sớm thì lần này không phải là một trong những điểm mà Hotcat có thể chơi rồi. Nhưng không sao cả, đoạn sau mới là đoạn đáng nói hơn. Nhưng mà pick này là pick aim, đánh giá raw aim khá là nhiều nên có lẽ Lucine cũng đã cân nhắc rất tốt để đưa ra một cái pick an toàn cho bản thân. Nhưng ít nhất tới đây thì hiện tại thì Hotcat cũng đã recover được một cái lượng combo khá là ổn. Đi. Nhưng mà thời gian của map không có nhiều. Nó vẫn đang tăng, nó vẫn đang đi về. Nó vẫn đang đi về cho bên của Lucine. Lucine vẫn đang giữ được 200k. 200k đến từ vị trí của Lucine. Và trong khi đây 100.000 điểm. Cái vấn đề ở cái 200k của Lucine đó là Lucine đã đi rồi. Hotcat cần phải giữ. Ui dồi mém nữa. Ui. Không được bất kỳ sai lầm nào tới từ vị trí của Hotcat nếu muốn có cơ hội để kéo được lại điểm về phía của bản thân. Chúng ta không nên để cho những pha bất tình lình của Slowsider để ảnh hưởng. Và Hotcat vẫn đang cố làm cho những điều đấy không xảy ra rồi.
Nhưng mà để giúp cho Hotcat thì Rishi sẽ cần phải break thêm một lần nữa cái KI tiếp theo và ngay lúc này. Nhưng không, cả hai vẫn đang giữ combo rất tốt. Như nên chúng ta sẽ đến với đoạn spike khó nhất của map, đó là liên tục là những cái double nối với slider. Liên tục đó là break của Hotcat. Vậy là như đúng với dự đoán của Rishi. Đây, điểm số sẽ thuộc về anh ý 7-5. Không còn một chút cơ hội nào dành cho Hotcat nữa, 1/4 map còn lại không đủ. Đây là map 2 phút và như đã nói, một sai lầm sẽ phải trả giá. Rishin cuối cùng đã break nhưng mà đã quá muộn. Hotcat rất đáng tiếc khi mà lại giữ được combo, toàn bộ combo sau ngay cái đoạn break đó. Chỉ biết ước rằng Hotcat đã giữ được đoạn vừa rồi thì chắc chắn nó sẽ là đủ để đi về đến với tiebreaker, nhưng không. Rishin say no và giữ combo quá tốt. Và chúng ta sẽ đành phải tạm biệt Hotcat với mùa giải VNOC 4 năm nay. Một sự vượt mặt cực kỳ đáng ấn tượng đến từ vị trí của Hotcat sau khi từ VNOC 3 lên với VNOC 4. Nếu mà tôi không nhầm thì Hotcat thua ở mặt trận quarterfinal. Thua quarterfinal và năm nay đã dừng lại ở vị trí top 4. Guarantee cho một phần thưởng không quá to nhưng cũng không hề nhỏ chút nào cho bản thân. Phần thưởng là gì tôi cũng quên rồi, nhưng mà anh em có thể đọc lại announcement. Hơi xin đáng chúc tiếc mừng với Rishi đi tiếp vào vòng Grand Final. Và anh sẽ phải gặp Mercury. It's real. Hotcat tuy về với vị trí thứ tư nhưng mà anh ấy cũng đã để lại một trong những màn trình diễn gọi là quá ấn tượng rồi. Và như vậy là guarantee top 3 tới vị trí của Rishi. Trận đấu tiếp theo cũng là sẽ là một trận đấu không hề đơn giản chút nào. Mà quên trả prediction phát. Và chúng ta sẽ đến với mặt trận Grand Final trong vòng tuần này. Với người trận đầu tiên chúng ta sẽ gặp là Mercury và Ryujin. Và nó sẽ là trận quyết định để dành cho Mizumi A gặp người còn lại. Fun fact thì trận vừa rồi là tái gặp mặt giữa cả hai player. Và màn thể hiện tốt hơn của Ryujin đã giúp cho gỡ gạc những gì đã sai lầm ở quá khứ khi mà Ryujin để thua Hotcat, như là 6-3, 6-2 à? 6-3. 6-3. Thì đây là một cái sự thể hiện đáng kể của Rishi, nhưng mà hoàn toàn cũng phải để ý đến cái sự cố gắng của Hotcat. Rất nhiều pick mà nó chỉ chênh lệch ở chỉ vài combo nhỏ mà thôi. Accuracy cũng vậy. Nhưng con dáng của chúng ta đã làm tốt hơn. Đến với vòng Grand Final. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vòng Final vào buổi tối ngày hôm nay, trận đấu cuối cùng của vòng này. Hẹn gặp lại mọi người vào Mapun Showcase lúc 9 giờ trên kênh YouTube của VCL. Chúng ta sẽ không có cái showcase nào ở đây và bởi vì pool quá dài, bọn tôi quá lời cát. Vẫn sẽ là video showcase như mọi khi, nhưng mà spoiler alert, sẽ có một điều bất ngờ chờ đón các bạn trên kênh YouTube vào buổi showcase, nên là đừng quên để ý ping. 9 giờ tối dự kiến sẽ là tối thứ 3. Chúc ngủ ngon và chúc các bạn có một tuần làm việc học tập tiếp theo hiệu quả, vui vẻ nọ kia các thứ các kiểu. Nếu không ở nhà thì chúc các bạn gaming các thứ vui vẻ. See you next week. Ủa hôm nay chị thua.